sôi nổi hấp dẫn trên đoạn sông Tam Kỳ qua khu vực làng sư tái Hương Trà, nơi tổ chức lễ hội mùa xưa năm 2022 đây. Và chúng ta thấy là trên cầu Tam Kỳ khán giả cũng nán lại đứng xem khá là đông, và đó là niềm động lực giúp cho các vận động viên yêu quý của chúng ta, những cá nhân ưu tú nhất đến từ các đơn vị, 8 đơn vị có thi đua thi đấu trong và chúng ta chờ đợi xem các tiền đua chúng ta yên tâm. Và chúng ta sau khi ban tổ chức thống nhất một số nội dung, chúng ta sẽ yên tâm để rồi chúng ta thi đấu. Đề nghị tất cả các tiền đua chúng ta yên tâm, ban tổ chức và tổ trọng tài đang sẽ làm việc một cách công tâm, khách quan, vô tư. Và đề nghị các tiền đua chỗ kiểm tra, chỗ đồng chí chủ ban tổ chức chúng ta là sẽ kiểm tra một cách chặt chẽ. Và các tiền đua chúng ta sẽ đảm bảo theo đúng quy định là vận động viên cuối cùng chúng ta sẽ nắm dây xuất phát để so kè hơn cái đuôi ghe của tất cả các thuyền đua, du thuyền. Ban tổ chức chúng tôi đang bố trí thuyền để kiểm tra công tác nhân sự. Nhân sự thuyền đua chúng vì thế đây đề nghị tất cả các em cho bà vừa dầm cái này đó, vừa dầm cho bà đó. Nên quá. Và đề nghị các ban tổ chức chúng ta chú ý các thuyền đua đã vừa dầm đua xin ý kiến, và đề nghị ban tổ chức chúng ta sẽ giải quyết nhanh để rồi các nội dung thi đấu chúng ta được thực hiện. Đề nghị đối với yếu tố sông nước thì dưới nước thì chúng ta sẽ có những ý kiến bằng các vận động viên, chúng ta có ý kiến bằng cách dơ dòng đua, và đề nghị ban tổ chức chúng ta sẽ tiếp cận ngay và giải quyết để rồi công tác nhân sự cũng như là đảm bảo về mặt kỹ thuật cho giải đua năm nay. Nhìn theo mà để ông ba nghe quá, thấy ông ba hết nghe. Và sự này các thầy đua chúng ta lưu lại chưa xuất phát, chưa xuất phát đề nghị các thầy đua đồng hành với ban tổ chức chúng ta lưu lại, lưu lại vì để xuất phát. Xin mời các thầy đua chúng ta lưu lại. Xin mời đơn vị thuyền đua của Hòa Hương. Xin mời thuyền đua Hòa Hương với lực lượng anh và đôi thuyền đua phải tiếp tục mấy đại được xuất phát. Và bài đi cho cánh trắng đi. Và các thuyền đua xuất phát khá là nhanh. Bài cho cánh trắng đi. Và chúng ta thấy từ đời chiến thuật của thuyền đua xã Tam Thế xuất phát chậm. Tuy nhiên họ có mặt chiến đồ về chiến thuật thôi. Và họ đã có được người ta xử lý thì khá là chiến thuật. Và như vậy có việc thì đua của đơn vị vườn Hòa Hương không đảm bảo được công tác đi xa đó đâu, cái hồi lúc cái hồi diễn cái mình đã diễn khá khỏe hơn vậy năm sự đó bạn mình đúc ra bạn cái là mình đúc chỉ cần bốt thôi là nó ra đi xa đó phải nó kiện nội dung thi đấu lên lên đó.
Có được vị trí tầm dẫn đầu, họ duy trì được thành tích tốt của mình sau vòng thi đấu thứ năm, xin lỗi, vòng thi đấu đầu tiên, và họ đã có được một vị trí sau khi dần dần hoàn thành cự ly giữa vòng thi đấu thứ hai này. Tiếp theo là đơn vị xã Tam An, thi đua của Tam An cũng đã vươn lên đến tầng hai của Tam An để có được, mặc dù họ đã bung sức thi đấu tốt ở nội dung giải đấu hòa bình, và Tam An cũng đã dần dần có được một vị trí tốt. Bám sát thi đua của đơn vị phường Phước Hòa. Và như vậy rất bất ngờ, chúng ta đã thi đua của đơn vị xã Tam An đã vươn lên trên đầu. Rất bất ngờ, và điều đó sẽ tìm tạo được cho các trận đầy áo xanh đơn vị xã Tam An. Phước Hòa, thi đua của Phước Hòa cũng đã có được vị trí thứ nhì. An Phú và Tam Tiến đang sân nhà với nhau. Như chúng tôi đã nói, sau khi có được chức vô địch và vị trí nhất ở đường dây giải đua hòa bình, thì chúng tôi đã có được những cái bản tâm lý và động lực, đó là niềm động lực giúp cho các chàng trai của đơn vị xã Tam An có được vị trí tầm dẫn ở vòng thi đấu thứ hai này. Một mình đơn vị xã Tam An mang về lần mục tiêu thứ hai. Phước Hòa đang có vị trí thứ nhì, và đơn vị phường An Phú cũng đang sau kề để có được vị trí thứ ba đối với thi đua của Tam Tiến.
đơn vị Tân Thành cũng khá nỗ lực, Tân Phú và Tân Thành. Rồi chúng ta đâu? Đơn vị này sẽ cố gắng nỗ lực đâu? Bởi vì các vòng đấu còn đoạn dài và đang ngựa thì đất rồi, đất vừa mới chuẩn bị hoàn thành vòng thi đấu thứ hai mà thôi. Rút dần đầu cái đuối gì vậy? Đồ này đồ giải kiếm mà bu thành thất bại. Các chơi đường đua đã vào lần vàng tiêu cho vòng thi đấu, kết thúc vòng thi đấu thứ hai. Tân Thành rất khí thế, họ đang có được vị trí dẫn đầu và chắc chắn là sau khi kết thúc vòng thi đấu thứ hai này, các đường đua của Tân Thành sẽ tăng giáo ở vị trí đầu tiên. Vâng, rất khí thế. Và quý vị các bạn đang nhìn xem trực tiếp một bầu không khí khá là sôi động trên khu vực sông Tân Kỳ qua làng xe máy hướng ra. Các thi đua đã nỗ lực và thi đấu công lý, và như vậy đã có một sự va chạm và tiếp tục các thi đua chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu và đã có một sự và đã có ba chạm và bị kẹt thì của đơn vị Tân Thành. Tuy nhiên là các chàng trai của Tân Thành cũng đã khá nỗ lực, họ tiếp tục và như vậy chúng ta khi mà kết thúc vòng thi đấu thứ hai, các thi đua của Tân Tiến cũng đã nỗ lực và vượt qua và chúng ta chờ đợi xem thi đua Tân Tiến của Tân Dân vượt qua bước qua để tiến về đích thứ nhì, thay đổi và bám sát phía sau của đơn vị thi đua Tân Thành. Và như vậy chúng ta thấy rằng là Tam Tiến đã lên dẫn đầu, bám sát theo sau là đơn vị xã Tam Thăng. Rất bất ngờ sau khi ba vòng thi đấu đầu tiên thì tiền đua của xã Tam Thăng đã tạo ra một vòng chất, có thể nói là tạm hy vọng. Tuy nhiên thì sau lần vòng thi đấu chuẩn bị hoàn thành cho vòng thi đấu thứ tư này thì tiền đua của Tam Tiến đã bất ngờ thu ngay. Vâng, các chàng trai đến từ Tam Tiến đã cho thấy được sự ngoan cường của mình và bản lĩnh cũng như là kinh nghiệm. Họ trừ rồi thì lát rồi như đây rằng sang lạc bỏ cho đi nữa, bỏ cũng muốn làm chiếc kia đó, bỏ nữa chút tay lỏng bỏ xoay nè, sao chặt chút như là mình sẽ tới tình đấy. Vì thế bên đây của ba người chức có cổ động viên cần chăm sóc về mặt sức khỏe. Một lần nữa xin mời một phần y tế về chỗ khán đài của ban tổ chức, lễ đài ban tổ chức để hỗ trợ về mặt y tế cho khán giả. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy được khá bất ngờ. Và các trang đường thi đua của Tam Tiến dần tạo ra và có thể nói là khá bất ngờ. Và thi đua của Tam Thanh cũng đã cố gắng vươn lên. Chỉ còn một vòng đua nữa thôi. Còn một vòng đua nữa thôi sẽ xác định được thi đua nào sẽ giành chức vô địch trong đây. Tao thấy chúng nó lại lầy mình đúng không? Chúng nó lại lầy bỏ xoa rồi, xoa nữa. Tự do là khí thế rồi. Khí thế rồi cũng mạnh. Từ đó anh có thua lần là anh nhẹ không? Thua lần là anh nhẹ không? Bước qua, đang nỗ lực vươn lên. Mấy gà phân ngầu bật không nổi. Vậy như vậy, lần bàn tiêu này thì thiên đua của quý vị xã Tâm Biến, xã Tâm Biến chúng ta bàn tiêu thành công và vươn lên tạm dẫn đầu. Và họ duy trì được khoảng cách đấu với thiên đua thứ hai là Tâm Thăng, một khoảng cách như thế này nói rằng là tạm chấp nhận được. Đó, thấy chưa?
và chúng ta chờ đợi xem sự nỗ lực của các vận động viên của Tâm Thăng sẽ thể hiện như thế nào, họ có nỗ lực quyết tâm hay không để bám đuổi đối với thiền đua đang dẫn đầu hiện nay là thiền đua của đơn vị xã Tân Tiến. Các vận động viên của phường An Phú cũng đã tiến qua lễ đài. Anh Phú cũng đã dần dần hoàn thành sự lý nhất vòng thi đấu thứ tư. Bỏ cho ra thấy không? Đúng rồi đó. Năm ngoái là nước Thành Nam kế bằng chú đầu vừa cái đó. Và như vậy thì đội của Tâm Tiến đã hoàn thành vòng thi đấu thứ tư. Và còn một vòng thi đấu nữa thôi. Và chúng ta chờ đợi xem sự nỗ lực của các chàng trai đến từ đơn vị xã Tâm Thăng có đủ nỗ lực hay không? Họ có thể nói rằng là họ đang nỗ lực. Và chúng ta chờ đợi xem 1,5 km nữa. Ồ, thì đấy mà có ghê luôn rồi. Kinh bao hùng ghê thì cái làm sao nó đồ cái điếm bà gì đó bà mà không biết mạch mỏ không rút. Thì đua của thằng cũng đã dần tiến qua lễ đài. Một sự nỗ lực đã chạy rồi dành cho những nỗ lực nào đâu những nỗ lực nào đâu sự cố quan trọng đã làm cho thiền đua của Tâm Thành ở lại phía sau. Tuy nhiên thì các vận động viên rất nỗ lực và ý chí khá cao, họ sẽ dần dần thi đấu tốt và hoàn thành nội dung thi đấu của mình. Như chúng ta đã nói thì việc thi đấu đây là một bộ môn truyền thống. Về yếu tố cá nhân thì các vận động viên phải thi đấu để mang về yếu tố danh dự cho địa phương, đơn vị. Và yếu tố trong nước là một yếu tố rất là thiêng liêng và tâm linh. Chính vì thế các vận động viên của chúng ta sẽ nỗ lực và ý chí họ khá là cao. Và thiền đua của Phước Hòa cũng đã dần dần hoàn thành được vòng thi đấu thứ tư. Và sẽ còn một vòng thi đấu nữa thì thiền đua của Phước Hòa sẽ hoàn thành được. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được là với mùa giải này thì với vị trí thứ nhì, nếu như kết thúc vòng đua thứ năm này thì đó là một trong những mùa giải thành công đối với đơn vị xã Tân Thăng. Và như vậy thì đua của Tâm Tiến đã vượt qua khán đài và dần dần băng về làng bản tiêu cuối cùng. Đơn vị xã Tâm Thăng cũng đang nỗ lực đã băng qua khán đài và chuẩn bị cho làng bản tiêu cuối cùng của mình. Hết giờ đấy chứ hả? Năm thanh, đấy là đại năm thanh cũng đã nỗ lực để thi đấu tốt người vị trí thứ ba rồi. Và như vậy thì là mục tiêu cuối cùng này của thi đua đơn vị sẽ sắp đến. Xã Tam Tiến cũng đã dần dần băng về đích để hoàn thành cự ly 7,5 km. Vâng, xin được chúc mừng các chàng trai đến từ xã Tam Tiến, huyện Phú Tân. Một buổi đẹp trời và một sự thi đấu có thể nói là ngoài mức. Xin được chúc mừng đơn vị thiền đua của Tam Tiến đã giành tích vô địch ở nội dung năm vòng đôi nam tương đương với 7 km đầu tiên mùa giải năm nay. Và thiền đua xã Tam Tiến cũng đang dần dần tiến về đích. Mời bỏ kinh rồi.
bắt đầu hán rồi dàn nước bo với nói chuyện với tao. Hồi nãy mình thấy cái đoạn ấy bỏ trước của mình trước nó lanh nhanh. Từ đi 75 km và giành vị trí thứ nhì. Xin được chúc mừng các chàng trai đến từ xã Tam Thăng. Họ có được vị trí thứ nhì và một giải nhất ở nội dung của Hòa Bình. Và có thể nói mùa giải năm nay thì có thể nói là cũng thành công đối với phong trào đua thuyền của xã Tam Thăng. Và Tam Thăng xin được chúc mừng đơn vị Tam Thăng ở vị trí thứ ba. Và các thuyền đua cũng nỗ lực dần dần hoàn thành cự ly của mình. Và sau khi kết thúc, xin mời tất cả các vận động viên cũng như là các đơn vị chúng ta tập trung vào trong để ban tổ chức làm lễ tổng kết tới mặt.